Dạ, em nghe anh nghe đọc lời Chúa. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi bảo rằng: hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, mà chỉ cho tôi thấy thành thánh Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như ngọc bích sáng suốt. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa. Trên cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền. Tại nền có 12 danh là danh 12 sứ đồ của chiên con. Đấng nói cùng ta, tay cầm một cái thước, tức là cây sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy, thành được 1.200.000 estade, bề dài, bề ngang và bề cao cũng bằng nhau. Người lại đo tường thành được 144 cude, là thước đo của loài người và cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. Nền thứ nhất bằng ngọc, bằng bích ngọc. Nền thứ nhì bằng đá lam bửu. Nền thứ ba bằng lục mã não. Nền thứ tư bằng đá lục cẩm. Nền thứ năm bằng hồng mã não. Nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc. Nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích. Nền thứ tám bằng ngọc phỉ thương. Nền thứ chín bằng ngọc hồng bích. Nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy. Nền thứ mười một bằng đá hồng bửu. Nền thứ mười hai bằng đá tử bửu. 12 cửa thì làm bằng 12 hộp châu, mỗi cửa bằng một hộp châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành bằng vàng ròng giống như thủy tinh trong suốt. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có một kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Khải quyền 22 từ câu 1. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ khi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Đừng ngồi. Từ ngôi Đức Chúa Trời. Dạ, tiếp tục. Từ ngôi Đức Chúa Trời chảy ra. Từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con ở giữa trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Amen. Amen. Hey, cảm ơn chị Nga. Hôm nay chúng ta đến phần thứ hai của Khải Quyền, chương 21 từ câu 9 đến hết đoạn. Và nếu kịp thời gian thì chúng ta sẽ nói luôn từ còn đoạn 22 từ câu 1 cho đến câu số 5 ha. Ngày hôm qua thì chúng ta có nói đến phần đầu trời mới đất mới, Jerusalem mới. Đó là cái nơi mà Chúa sẽ
cho những người thuộc về Chúa để ở. Hôm nay chúng ta thấy đi vào một cái chi tiết hơn ở trong này. Từ ở trong câu 9 thì chúng ta thấy được rằng một thiên sứ chính là một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát thánh nộ. Và người này đến để giới thiệu cho sứ đồ Giăng một cái hình ảnh của cái viễn cảnh này. Đó là gì? Hãy đến ta chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Chúng ta thấy ở đây, khi nói rằng là vợ mới mà là vợ chiên con, có nghĩa là một cái đám cưới được diễn ra. Cái đám cưới được diễn ra thì chúng ta được biết rằng là Chúa Ngài đã đem hội thánh của Ngài lên và Ngài đã kết hôn với hội thánh. Như vậy thì khi mà chúng ta còn ở dưới đất này thì chúng ta đang là một cô dâu để chuẩn bị hay là sửa soạn để gặp được chàng rể. Và trong khi nói về vợ thì chúng ta thấy rằng là từ trong Cựu Ước cho lẫn Tân Ước thì Kinh Thánh đã hé mở chúng ta về cái hình ảnh của vợ của Chúa. Nói về vợ thì lấy cái hình ảnh của vợ và chồng hay là người nam với người nữ khi họ kết hôn và hai trở nên một thịt. Tức là họ có sự giao thông với nhau trong thể xác, trong tâm hồn và trong tâm linh. Họ cùng hiệp một từ tâm linh, hồn và thân thể thì đó là một cái lễ cưới diễn ra. Và Chúa nói rằng là ta đi, ta sắm sẵn cho ngươi một chỗ. Khi ta đi và sắm sẵn rồi thì ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi ở đó. Bây giờ chúng ta xem ở trong Cựu Ước thì Chúa mô tả về hình ảnh của nàng dâu như thế nào. Ô-xê đoạn 2 câu số 19 và câu 20. Ô-xê đoạn 2 câu 19 và câu 20. Dạ. Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và tránh trực, nhân từ và thương xót. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va. Amen. Yeah. Thời địa điểm mà Chúa nói câu này và dùng Ô-xê để nói là lúc này là dân Israel họ không có sự trung tín với Chúa, nhưng mà họ đi thờ thần tượng, họ thờ nhiều thần. Cho nên Chúa Ngài kêu Ô-xê phải đi cưới một người kỳ nữ. Ô-xê là một tiên tri của Chúa, thì theo nguyên tắc một người dòng dõi Lê-vi hay là tiên tri của Chúa thì chỉ cưới người gái đồng trinh. Nhưng ở đây Chúa kêu Ô-xê là phải cưới một cái người kỳ nữ. Và Chúa cho thấy được rằng cái điều mà Chúa kêu gọi như vậy giống như chính Ngài cưới dân Israel hay là Ngài chấp nhận Israel, Ngài tiếp nhận họ là một như là một người kỳ nữ vậy. Tức là họ tin Chúa, họ thờ Chúa, họ yêu Chúa, nhưng mà họ lại có những cái hành động, họ có những cái sự ngoại tình trong thuộc linh, họ thờ các thần khác. Cho nên Chúa Ngài trách họ. Nhưng mà dẫu vậy Ngài vẫn nhắc cho họ nhớ rằng ta cưới ngươi cho ta đời đời, ta cưới ngươi cho ta trong sự công bình, sự thánh sạch. Và điều đó là điều mà Chúa Ngài ước muốn cho dân của Ngài. Ở đây nói rằng ta cưới ngươi cho ta trong sự công bình, ta cưới ngươi cho ta trong sự chính trực, ta cưới ngươi cho ta trong sự nhân từ, và ta cưới ngươi cho ta trong sự thương xót. Ta cưới ngươi cho ta. Dù dân Israel không đủ tiêu chuẩn, dù dân Israel vẫn còn biết bao nhiêu cái điều sai trật, thì Chúa vẫn yêu và Ngài vẫn cưới Israel. Ta cưới ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va. Như vậy ngay trong Cựu Ước Chúa đã nhắc về chính những cái Ngài cưới dân Israel không phải vì dân Israel đủ tốt, nhưng Ngài cưới dân Israel bởi vì sự công bình của Ngài, chính trực của Ngài, nhân từ của Ngài, thương xót của Ngài và sự thành tín của Ngài. Cũng vậy thưa chị em, ngày hôm nay Chúa cưới chúng ta nó không tùy thuộc vào cái khả năng hay là những cái điều chúng ta làm theo luật pháp hay là sự công bình riêng, nhưng mà Ngài cưới chúng ta trong cái gọi là cái lòng nhân từ của Ngài, sự thành tín của Ngài và trong giao ước của Ngài.
Vì vậy chúng ta không phải là chúng ta hẳn gì vì cỡ rằng là gì, ô tôi đủ tốt để Chúa cười. Nhưng mà Ngài vì yêu chúng ta, Ngài yêu chúng ta, và Ngài vì con một yêu dấu của Ngài đã ban cái giá chuộc. Cho nên đó là một cái sự trọn vẹn, một sự hoàn hảo trước mắt Đức Chúa Trời, và Ngài không còn nhìn thấy tội lỗi của con người thông qua Chúa Giêsu Christ nữa. Vì vậy mà Ngài chấp nhận chúng ta trong cái giao ước với Chúa Giêsu. Ngoài giao ước Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời Ngài không chấp nhận chúng ta đâu. Cho nên chúng ta thấy ở đây Chúa Ngài có một cái lời hứa của Ngài để Ngài cưới chúng ta. Bây giờ chúng ta xem ở trong Tân Ước thì Chúa Giêsu đã nói điều gì. Có một cái ví dụ ở trong Tân Ước, Ma-thi-ơ đoạn 22. Ở đây có một cái đám cưới được diễn ra ở tại đây này. Câu từ câu 1, nhờ chị Nga đọc cho đến câu số 10. Dạ. Đức Chúa Giêsu lại phán ví dụ cùng chúng nữa rằng: nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: hãy nói với người được mời như vậy, này ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình, kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán, còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua mắng chửi và giết đi. Vua nổi giận bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Đoạn vua phán cùng đầy tớ mình rằng: tiệc cưới đã dọn xong rồi, xong những người được mời không xứng dự tiệc đó. Vậy các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hãy gặp người nào thì người cả thì mời cả đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bắt luận giữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Amen. Chúng ta thấy ở đây có một cái đám cưới được diễn ra, và những cái người mà được mời đó đã gửi thư mời nhưng mà họ không đến, họ từ chối, thậm chí họ còn giết đầy tớ của Chúa. Và sau đó thì sao? Họ đi khắp các ngã tư, hãy gặp bất cứ người nào thì mời đến dự tiệc cả, và trong phòng đầy ắp những người ngồi. Cái điều kiện để đi vào trong phòng cưới này là gì? Ở trong câu 11 nói như vậy: vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ. Câu 12, thì phản cùng người rằng: hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. 13, vua bèn truyền để tớ rằng: hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Như vậy chúng ta thấy rằng cái điều kiện để bước vào trong tiệc cưới đó là chiếc áo lễ. Chiếc áo lễ này nó không phải là chiếc áo của chúng ta, không phải là chiếc áo công bình của gọi là công bình riêng. Nhưng chiếc áo này là chiếc áo để bước vào trong dự tiệc. Chiếc áo này có cái tiêu chuẩn để bước vào trong dự tiệc. Nhưng mà những người này thì không. Có những người thì có, nhưng mà có một người thì không. Nhiều người thì nói rằng đây là Satan. Nhưng mà không, thưa anh chị em, Satan không được xét để được cứu hay không được cứu. Satan không được xét để được vào tiệc cưới hay không tiệc cưới. Và chúng ta nhớ, chúng ta đã đọc ở trong đoạn 20 rồi, thì có những kẻ bị quăng xuống hồ lửa cùng với lại Satan. Tức là những người đó không có chiếc áo lễ của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đã cho chúng ta một cái ví dụ về cái tiệc cưới và cái điều kiện để bước vào tiệc cưới. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 1 cho đến câu số 13 thì ở đây Kinh Thánh cũng cho chúng ta về lúc mà chàng rể đến, tức là sự chung cuộc. Thì chàng rể sẽ đi rước những người nữ đồng trinh. Chúng ta có 5 người khôn và 5 người dại. Tất cả đều là đồng trinh. Tất cả đều có đèn. Tất cả đều có dầu ở trong bình của mình. Nhưng mà người khôn thì đem dầu theo, tức là đem thêm. Thay vì dầu ở trong bình thì bây giờ đem thêm. Còn người dại thì chỉ có dầu ở trong bình thôi. Nên anh chị em thấy ở đây là dù cho người nữ đồng trinh hay người nữ không đồng trinh, họ cũng đi đón chàng rể. Dường như là chúng ta thấy là có một cái điều gì đó ở tại nơi đây có sự khác biệt giữa hai loại người này. Một người thì tất cả hai người đều nhìn thì giống nhau, đều đồng trinh, đều chuẩn bị đèn, chuẩn bị dầu ở trong bình.
Nhưng mà chỉ có 5 người là đem dầu thêm. Bởi vì sao? Kinh Thánh ghi là gì? Tràn rẽ đến trễ. À, chúng ta đã học xuyên suốt sách Khải Huyền, chúng ta thấy có những cái thời khắc Chúa cho thêm, chẳng hạn như ở trên trời yên lặng chừng nửa giờ trước khi để tuyên án, tức là Chúa cho thêm thời gian, Chúa cho thêm thời gian. 1000 năm bình an cũng là điều mà Chúa cho thêm thời gian để cho nàng dâu phải có một cái sự chuẩn bị. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì Chúa cho chúng ta có một cái sự chuẩn bị. Và tôi và anh chị em là người đều là đồng trinh, tức là tin Chúa Giêsu. Nhưng cái sự chuẩn bị của chúng ta để đón chàng rể nó rất là quan trọng. Giống như một cô dâu chàng rể đến cưới một người nữ thì không có nghĩa là cưới cái áo của người nữ, cũng không phải cưới cái vương miện của người nữ. Nhưng mà chàng rể thì đến là cưới con người của người nữ đó. Nhưng người nữ yêu chàng rể thì người nữ phải trang sức cho chàng rể. Xin lỗi, trang sức cho mình để đẹp so với cái địa vị của chàng rể. Chúng ta tưởng tượng nếu một cái đám cưới mà chàng rể thì chuẩn bị rất là chu đáo. Như Chúa Giêsu nói là ta đi ta sắm sẵn cho ngươi một chỗ, thì ta đi và sắm sẵn rồi ta trở lại đem các ngươi đi với ta. Điều đó có nghĩa là Ngài trân trọng cái tiệc cưới của chiên con này. Ngài trân trọng cái phước hạnh này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái cô dâu lại không có sự chuẩn bị. Dù cô dâu vẫn là nguyên trạng, nhưng mà cô dâu lại không có sự chuẩn bị. Nói cách khác, cô dâu có sự khinh suất. Cô dâu cảm thấy rằng là mình như vậy được rồi, không cần phải trang sức gì cả. Một cái sự trang sức của cô dâu để chứng tỏ rằng là gì? Mình tôn trọng cái người chồng của mình. Không thể nào để gương mặt như vậy, ăn mặc một cách xòe xòa như vậy, hay là mặt mày cứ để nó như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy tất cả cô dâu đều lộng lẫy trong ngày cưới. Và họ yêu thích điều đó. Họ rất yêu thích về điều đó. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta được Chúa cứu là cứu con người của chúng ta. Nhưng mà Chúa muốn tôi và chị em cần phải có một cái sự chuẩn bị cho tiệc cưới đó. Chuẩn bị để xứng tầm với Chúa rể. Chúa Giêsu được gọi là con yêu dấu của Đức Chúa Trời, được đẹp lòng Đức Chúa Trời mọi đường. Không có một cái chỗ nào là kém cỏi cả. Cho nên Ngài là một người hoàn hảo. Cho nên anh chị em cần là tin nhận Chúa rồi thì chúng ta cần phải trang sức. Như trong Khải Huyền đoạn 19 đó, chúng ta cùng mở lại một chút. Câu số 7 và câu số 8. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc chiếc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Chúng ta có sự công bình của Đấng Christ là sự công bình tuyệt đối. Nhưng sự công bình của các thánh đồ đó là sự trang sức để cho đẹp hơn. Nó không phải là công bình hơn. Nên công bình đã công bình rồi. Nhưng trang sức để đẹp, để xứng tầm. Đức Chúa Trời cho chúng ta có một phần để chuẩn bị cho chính mình. Nói một cách khác về người hầu vị Chúa cũng vậy. Sứ đồ Phaolô nói gì? Tôi là bạn cùng làm việc với Chúa. Tôi là một tay thợ khéo để xây dựng nhà ở trên cái nền là Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta tin nhận Chúa rồi. Nếu chúng ta yêu Ngài, chúng ta tôn trọng Ngài, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị, có một cái đời sống chuẩn bị xứng tầm với chàng rể. Qua hai cái câu chuyện ở trong Matthew đoạn 22 và Matthew đoạn 25, xin Chúa cho tôi và anh chị em có một cái lối sống, phải có một cái sự chuẩn bị. Xin Chúa cho chúng ta đừng hời hợt trong sự cứu chuộc mà Ngài đã đổ bằng huyết của Ngài cho tôi và anh chị em. Hầu cho chúng ta sẽ là một nàng dâu chuẩn bị một cách hoàn hảo cho chàng rể của mình. Trở lại Khải Huyền 21 thì chúng ta thấy ở đây, hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Tức là đám cưới này đã diễn ra ở trong đoạn 19. Đám cưới này đã diễn ra trước 1000 năm bình an. Mặc dù 1000 năm nhưng mà thiên sứ vẫn chỉ cho thấy rằng đây là người vợ mới cưới. Đây là người vợ mới cưới. Phaolô thì giới thiệu như sau. Chúng ta cùng xem ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25.
Mọi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Amen. Dạ. Đây là một cái lời dạy của sứ đồ Phaolô. Người làm chồng yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh và phó chính mình vì hội thánh. Rồi, xin mời chị Nga đọc tiếp câu 31 và 32. Dạ. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Amen. Hai người trở nên một thịt. Câu này được trích ở trong Sáng Thế Ký chương 15, chương 2. Là thế thì người nam phải lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình và hai người trở nên một thịt. Chúa Giêsu được nhắc lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19. Và chúng ta xem đây là hai điều mà từ Sáng Thế Ký và Tân Ước thì chúng ta thấy được rằng là hai người này có, xin hỏi hai cái phần này có một cái sự liên đới với nhau. Chúa Giêsu dạy là cũng là người nam lìa cha mẹ gắn bó với vợ, và ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 thì cũng follow liệt kê cái này, và ông đưa thêm một câu 32 đó gì, đây sự mầu nhiệm này lớn lắm, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh. Như vậy Đấng Christ sẽ được kết hợp với hội thánh rất rõ ở trong Khải Quyền đoạn 21 này, nói đến cho chúng ta về sự kết hợp đó rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ thêm thêm nhiều điều ở bên bên trong phần này sau này. Bây giờ chúng ta xin mời chị Nga đọc thêm ở một câu ở trong Cô-rinh-tô nhì chương 11 câu 2. Dạ. Cô-rinh-tô nhì chương 11 câu 2. Dạ. À, vì về anh em tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Amen. Yeah. À, ở đây nói rằng là tôi gả anh em cho một chồng mà thôi. Tôi dâng anh em. Ở đây không nói về người nữ, nhưng mà nói về tất cả, tức là hội thánh. Người nam, người nữ ở đây là giống đực và giống cái, chỉ trên xác thịt. Trong thuộc linh khi tin nhận Chúa thì tất cả chúng ta đều là con trai của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tổng thể của hội thánh thì được gọi là nàng dâu. À, cho nên anh em thấy là Phaolô nói là tôi gả anh em cho một chồng mà thôi. Tôi dâng anh em như một trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ vậy. Thật ra thì nếu trong nói về trong thuộc linh thì tôi bà chị em đâu có tinh sạch đâu. Phải không? Nói về thuộc linh thì chúng ta thờ nhiều thần, nhiều chúa. Nhưng mà khi ta tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta được kể là gì? Là người nữ đồng trinh. Và chúng ta được gả cho Đấng Christ. Vậy thì bây giờ khi Phaolô nói câu nói này, cho đến ngày Đấng Christ đến và ngày rước hội thánh, thì cái câu nói này hoàn toàn có cái giá trị, nguyên giá trị của nó. Để rồi tôi và anh chị em hãy biết rằng mình là một trinh nữ trước mặt Chúa. Và trách nhiệm chúng ta là gì? Phải trang sức cho nó đẹp. Công bình rồi, có sự công chính rồi, bên trong rồi, công bình của Đấng Christ rồi, tuyệt vời rồi. Nhưng mà trang sức cho đẹp, vì chúng ta tôn trọng chàng rể, cho nên chúng ta phải có đời sống thánh khiết, bày tỏ sự thánh khiết ở bên trong do Chúa Giêsu đã đặt đầy trong lòng của chúng ta mà thể hiện ra, anh chị em. Chúng ta không thể nào nói ô tôi yêu Chúa nhưng mà tôi làm một điều hoàn toàn nghịch lại với những gì bổn tánh của Chúa. Để tôi yêu Chúa, tôi tôn trọng Ngài, tôi tôn trọng sự cứu chuộc của Ngài, tôi tôn trọng lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ đến đón cô dâu đi, đón hội thánh đi. Cho nên tôi phải có cái trách nhiệm đọc lời Chúa, áp dụng lời Chúa vào trong đời sống của mình. Cho nên có nhiều khi chúng ta chỉ đọc lời Chúa rất giỏi, chúng ta hiểu kinh thánh rất nhiều, nhưng mà có một điều là chuyển hóa nó để trở thành cái hành động ở trong thực tế thì hoàn toàn khác, hoàn toàn khác. Vậy xin Chúa cho tôi và chị em cần chú ý về những gì lời của Đức Chúa Trời khi chúng ta học, rồi chúng ta sẽ áp dụng nó một cách hiệu quả để làm cho mỗi một ngày Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi đến câu kế tiếp. Trở lại Khải Quyền 21 câu số 10.
Rồi tôi được Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thành thánh là Jerusalem từ trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Ngày hôm qua chúng ta đã nói về Jerusalem này rồi. Đây là Jerusalem ở trên cao và từ nơi Đức Chúa Trời đến. Jerusalem này cũng chính là nơi mà Chúa Giêsu ngài nói ta đi ta sắm sẵn cho người một chỗ. Để rồi khi ta đi sắm sẵn rồi ta trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi sẽ ở đó. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Giêsu hứa điều này cho chúng ta. Và bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng là Thiên sứ cho nhìn thấy rằng đó là thành thánh từ Jerusalem ở trên trời nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự chói sáng của thành giống như của một viên bụ thạch như bích ngọc trong suốt. Đấy là cái thành Jerusalem này nó tuyệt đẹp. Chúng ta sẽ nói đến về cái tính chất của thành phố một cách cụ thể hơn. Nhưng mà chúng ta trước hết thì chúng ta cần xem xét thôi thành phần nào ở trong thành phố này này. Những người ở trong thành phố này đó chính là thánh đồ ở trong Cựu Ước và ở trong Tân Ước. Họ hiệp một với nhau. Chúng ta xem lại ở trong câu 12. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa. Trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Vậy vậy thì chúng ta thấy rằng là ở trên cái cổng thành đó thì nó có 12 chi phái của Israel. Cái điều thứ hai đó là những người, những sứ đồ hay là 12 nền. Ở trong câu số 13-14, phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền. Tại trên đó có đề 12 danh, là danh 12 sứ đồ của chiên con. Còn những người hay là dân ở trong thành phố này chính là tín đồ của Chúa ở trong Cựu Ước và Tân Ước hiệp làm một. Chúng ta cùng xem Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20. Dạ. Yeah. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cho đến câu 22 luôn ạ. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Amen. Tất cả chúng ta là người tin nhận Chúa trước hay là sau, người Israel hay là người ngoại tin nhận Chúa Giêsu đều hiệp một và trở nên một cái nhà ở hay là trở nên một cái thành cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không có còn phân chia ra người Giu-đa hay là người Rô-rét nữa, nhưng mà tất cả chúng ta đều là một ở trong Đấng Christ. Còn những thánh đồ ở trong Cựu Ước thì chờ đợi sự vinh hiển con cái Đức Trời được tỏ ra. Chúng ta cùng xem Hebrew đoạn 11 câu 39 và câu 40. Thế thảy những người đó giàu nhân đức, tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình, vì Đức Chúa Trời có sẵn sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Dạ. Yeah. Nếu chúng ta đọc ở trong đoạn 11 của Hebrew, từ câu số 13 cho đến câu số 16 đó, thì chúng ta biết rằng là họ đang chờ đợi một cái thành, họ đang chờ đợi một quê hương tốt hơn. Nhưng mà cái điều mà tỏ ra như sứ đồ Phaolô ghi lại, vì Đức Chúa Trời có sẵn sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn. Như vậy, sự trọn vẹn được đạt đến đó là những người trong giao ước mới, tức là thời đại của Hội Thánh, thì mới đạt đến sự trọn vẹn. Mà sự trọn vẹn đó chính là trọn vẹn của Đấng Christ. Và Chúa đã đem những thánh đồ của Cựu Ước và thánh đồ của Tân Ước cùng hiệp một lại với nhau. Chúng ta cùng xem thêm ở trong Ê-phê-sô đoạn 3. Sự mầu nhiệm mà sứ đồ Phaolô được tỏ ra như thế nào? Câu số 6. Yeah.
Lẽ màu nhiệm đó tức là dân ngoại, là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Đây là lẽ màu nhiệm, tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên thế, dân Israel từ khi bắt đầu họ bước đi, họ được chọn lựa, những người thánh đồ ở trong Cựu Ước cho đến thánh đồ ở trong Tân Ước, thì họ được hiệp làm một và họ được ở trong thành của chiên con. Chúng ta qua cái phần thứ ba, nói về cái tính chất của thành. Từ câu 15 thì chúng ta thấy ở đây, từ câu 15 cho đến câu 21 thì mô tả về thành nó như thế nào, thế nào, thế nào. Bây giờ nói một không có phân tích một cách từng câu như thế này, nhưng mà đơn giản là chúng ta hiểu được là cái thành phố này á, theo như ước tính thì nó khoảng là 2.400 km vuông. Nha, từ 2.400 cho đến 2.600 km vuông, tức là nó vuông vức, cái thành này nó vuông vức, tức là nó rộng rớn lớn một cách kinh khủng. Cho người ta ước tính thì nó diện tích của nó, cái tổng thể của nó tương đương với lại khoảng là 2/3 cho đến 3/4 diện tích của Hoa Kỳ. À, không nói về cây số thẳng nhưng mà nói về cây số vuông, đây là một cái diện tích rất là lớn, rất là lớn, đủ để cho tất cả các dân đều có thể ở trong thành này. Những người được cứu chuộc từ bao nhiêu thế hệ bây giờ được ở trong thành này, và nhớ rằng tất cả đều được biến hóa thành thân thể vinh hiển hết. À, chúng ta sẽ xem coi thân thể vinh hiển này sẽ ăn cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi thân thể vinh hiển này ăn cái gì nha. Theo anh chị em thì thân thể vinh hiển, thân thể bây giờ thì chúng ta ăn nào, là cá, là thịt, là rau, là củ quả, phải không? Chúng ta ăn được. Và cái bộ máy này nó tiêu hóa thức ăn để nuôi sống chúng ta, gọi là cái trong một cái lò phản ứng đa dạng. Nhưng mà khi con người vinh hiển thì ăn cái gì? Bây giờ đố chút xíu nha. Theo anh chị em á, thì người thân thể vinh hiển sẽ ăn cái gì? Có cái gì đâu mà ăn mục sư? Sao lại không có? Lời Chúa. Tại vì khi đó mình ở trong thân thể vinh hiển rồi, không cần quần áo, không cần cửa nhà, không cần những cái sự vật hiện tượng như thế gian của một đời sống bây giờ thì đâu cần phải ăn đâu. À hả? Ở trong thân thể vinh hiển đâu cần phải ăn nữa. Vậy không cần ăn thì đâu có cần gì đâu, đâu có cái gì đâu lý thú đúng không? Nhưng mà lúc đấy mình sống ở trong Chúa, sống trong thân thể vinh hiển, chứ đâu mình sống cho con người của mình bây giờ chúng đâu. Ta nhớ nè, thân thể vinh hiển chứ không phải giới linh. Thân thể vinh hiển chứ không phải là giới linh nha. Gọi là thân thể không hay gương nát. Theo em thì vẫn ăn bình thường ạ. À, vẫn ăn bình thường hả? Bởi vì lúc mà khi mà Chúa Giêsu sống lại và Ngài hiện ra với môn đồ đấy, thì Ngài hỏi là có gì cho ta ăn không đấy. À, thì Chúa, khi mà họ đang đánh cá thì Chúa đã chuẩn bị sẵn cá và bảo họ ngồi xuống ăn đấy. Thì em nghĩ là đấy là lúc đấy là Chúa cũng đã mặc lấy thân thể Ngài được vinh hiển đúng không ạ? Thì đúng rồi. Vẫn ăn. Thì em nghĩ là mình cũng cứ nói là lúc ấy thì các ngươi sẽ được biến hóa một thân thể vinh hiển, và như vậy có cái là mình không phụ thuộc vào cái ngăn cản của thế gian này thôi. Nghĩa là có thể là Chúa hiện ở 12 môn đồ mà không phải phải mở cửa hay gì đấy, thì em thấy mình cũng là như thế. Còn mình vẫn ăn mà. Như lúc đó mình đã được cất đi rồi còn ăn gì nữa. Thế thì cưới chiên con ăn cái gì ạ? Ăn không khí à? Đúng rồi, tiệc cưới thì ăn cái gì anh
tiệc cưới chân con thì không thể ăn những cái như thể là trong đám cưới của mình. Vậy là ăn chiên đâu. Con, ăn chiên quay. Rồi, thật ra thì đây là một cái gọi là tương lai. Chúng ta dự đoán thôi. Ví dụ, tôi cũng đồng ý với Hiền ở chỗ là gì? Chúa Giê-xu, Ngài sống lại trong thân thể vinh hiển, Ngài vẫn có ăn. Phải không? Và trong tiệc cưới chiên con, chúng ta không biết là tại đó Chúa dọn cái gì chúng ta ăn. Nhưng mà chắc chắn là phải có đồ ăn chứ. Phải không ạ? Tiệc cưới mà. Và trong sách Khải Huyền thì nói về gì? Là cái cây sự sống đó là để cho ra trái 12 mùa. Rồi cái lá của nó đó là để chữa lành cho các dân. À, một chút chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề này nếu kịp thời gian nha. Nó có điều rất là lạ và chúng ta thấy Kinh Thánh hé mở cho chúng ta. Nó không phải như cái gì bấy lâu nay mà chúng ta suy nghĩ, ô mình tin Chúa, mình ở thiên đàng, cái rồi mình ở trong giới linh với Chúa luôn luôn. Không phải đâu. Không phải. Chúng ta còn có thời gian để sống lại trong thân thể vinh hiển nữa. Và thân thể này đang là thân thể ở dưới cái sự gọi là thân thể hư nát. Thì thân thể được biến đổi. Chúng ta sẽ không có bị chi phối. Bởi vì chúng ta thấy Chúa Giê-xu không còn bị chi phối bởi không gian và thời gian. Các cửa đang đóng kín nhưng Chúa Giê-xu xuất hiện ở trong thân thể vinh hiển của Ngài giữa các sứ đồ. Như vậy thì ở trong Cựu Ước, nhất là trong Ê-đen thì chúng ta thấy là Chúa cho Adam và Eva ăn tất cả các thứ cây trong vườn. Tức là các loại trái cây trong vườn. Ngài cho ăn trái cây. Rồi sau này mới ăn thịt. Khi mà nước lục xong thì mới ăn thịt. Nhưng mà trước đó là ăn trái cây. Chúa cho ăn trái cây và các thứ rau. Cho nên con người sống thọ đúng không ạ? Tôi nhìn thấy được ở trong Khải Huyền 22 đó. Thì đây là có cái trái cây sự sống. Một chút chúng ta sẽ nói đến vấn đề này nha. Nếu Chúa cho kịp thời gian. Còn nếu kịp thời gian. Còn không thì chúng ta sẽ để vào tuần sau để học đoạn 22 cho nó đầy đủ. Rồi. Như vậy trong cái khoảng từ câu 15 cho đến câu số 21 thì đang nói về cái mô tả về cái thành Jerusalem. Bây giờ chúng ta qua câu 22. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Và đền thờ thì biến mất. Chúng ta thấy đây không còn thấy đền thờ nữa. Thực ra là gì? Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ. Cái đền thờ từ trong Cựu Ước cho đến Tân Ước, chúng ta thấy nó có sự biến đổi. Chẳng hạn như khi Chúa kêu Ca-in và A-bên là dâng tế lễ cho Chúa, thì họ dâng con sinh tế. A-bên dâng sinh tế, còn Ca-in thì dâng thổ sản. Thì đó chính là cái điều mà Chúa Ngài kêu gọi họ dâng. Rồi chúng ta thấy tiếp tục là Nô-ê. Thì Nô-ê dựng cái bàn thờ để dâng cái của lễ cho Chúa. Đó là những con sinh tế. Rồi chúng ta thấy đến Abraham cũng bắt đầu học theo cái tổ phụ của mình là cũng lập bàn thờ bằng đá dâng sinh tế cho Chúa. Rồi sau khi mà dân Israel được đem ra khỏi Ai Cập thì họ lại xây dựng đền tạm theo kiểu mẫu của nơi thánh. Và trên đó họ cũng có bàn thờ dâng của lễ thiêu dâng lên cho Chúa những con sinh tế. Và xuyên suốt lịch sử cho đến thời Chúa Giê-xu thì chính Chúa Giê-xu cũng là sinh tế của Đức Chúa Trời để dâng sinh tế. Như vậy thì cái đền thờ bắt đầu nó chuyển đổi từ một cái bàn thờ rất nhỏ vào trong một cái nhà đền tạm, rồi từ đền tạm nó vào trong đền của David. Và đền của David cho đến thời Chúa Giê-xu, sau khi Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại thì Ngài chọn cái thân thể chúng ta lại cho nên là đền thờ. Như vậy cái đền thờ bên ngoài nó là yếu tố không quan trọng. Yếu tố không quan trọng. Và Kinh Thánh nói rằng là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ. Nhưng mà tôi và chị em cũng là đền thờ. Thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa. Như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 16-17. Và hội thánh của Chúa cùng hiệp một lại cũng là đền thờ lớn. Cho nên những người được cứu chuộc hiện diện ở trong Jerusalem mới thì tại đây là đền thờ của Chúa. Đức Chúa Trời là đền thờ, chiên con là đền thờ. Hội thánh của Chúa, những người vợ của chiên con cùng với chiên con cũng là đền thờ của Chúa. Chúng ta thấy đặc biệt phải không? Rồi chúng ta xem ở trong điều kế tiếp có 23. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lối và chiên con là ngọn đèn của thành. Ở đây không cần mặt trời và mặt trăng như là chúng ta đang cần ở đây. Nhưng mà Đức Chúa Trời
Sự bình yên của Đức Chúa Trời và chiên con là ngọn đèn của thành, tức là sự sáng thật ở trong câu 24 này. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. À, cái sự sáng thật của Chúa. À, chiên con chính là sự sáng. Khi Chúa Giêsu ở thế gian, Ngài nói là ta ở thế gian, ta cũng là sự sáng của thế gian. Nhưng mà chúng ta không có thấy rằng Chúa Giêsu chiếu cái sáng nào ra cả. Nhưng sự sáng đây cũng nói về sự vinh hiển. Và trên núi Quá Hình thì sự vinh hiển chói lòa. Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ đã nhìn thấy cái sự vinh hiển này ở trên núi Quá Hình đó. Và sứ đồ Giăng cũng nhìn thấy sự vinh hiển của chiên con ở trong Khải Huyền đoạn 1. Đó là sự vinh hiển hay là sự sáng thật của chiên con. Sự sáng này nó tương đương với cái sự sáng mà Kinh Thánh ghi lại ở trong Sáng Thế Ký chương 1, câu số 2 và câu số 3. Sáng Thế Ký chương 1, câu 2, câu 3. Ở trong câu 1 thì nói là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và đất vô hình và trống không sự mà tối trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Sự sáng này nó không phải sự sáng của mặt trời mặt trăng. Vì mặt trời mặt trăng là đến ngày thứ tư thì Chúa mới tạo dựng nên cái vì sáng này. Như vậy thì trong Đức Chúa Trời có sự sáng, mà sự sáng đó chính là chiên con. Chúng ta xem tiếp câu phần kế tiếp ở trong câu 25. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Như vậy ở đây cũng khi nói về ban ngày ban đêm thì giống như chúng ta ngày hôm nay đó là có 12 tiếng ban ngày và 12 tiếng ban đêm. Ở trong Sáng Thế Ký thì nó là có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Như vậy cái buổi chiều buổi mai của Sáng Thế Ký thì tôi không tin đó là một ngày giống như chúng ta là 24 tiếng đồng hồ. Tại vì tới ngày thứ tư thì mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao mới được thiết lập và mới có thể định chỉ thì giờ và thời tiết. Cho nên là cái việc một buổi chiều buổi mai của Chúa nó khác với cái buổi chiều và buổi mai của chúng ta. Chúng ta không biết đó thời gian đó là bao nhiêu. Giống như chúng ta thấy là 1.000 năm trước mặt Chúa như một ngày như 1.000 năm. Thì chúng ta không có biết được. Giống vậy thì ở đây nói là gì? Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm, không có sự mờ tối, không có đêm, và mặt trời không cần mặt trời, không cần mặt trăng, vì sự vinh hiển của Đức Trời và chiên con đều là ngọn đèn của thành, tức là sự sáng vinh hiển đó lúc nào cũng đầy ắp ánh sáng, hay là còn gọi là thành ánh sáng hoặc là kinh đô ánh sáng. Chúng ta xem tiếp ở trong câu số 25. Xin lỗi, 26. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Ở trong câu 24 thì các dân sẽ đi giữa sự sáng của thành và các vua trên đất đem vinh hiển của mình vào đó. Và ở đây thì nói lần gì? Người ta đem vinh hiển phú quý của các dân đến đó. Bây giờ xin đặt câu hỏi. Câu này cũng là câu ngày hôm qua. Đặt câu hỏi cho anh em. Vậy thì các vua và các dân ở đây có nói đến thay gì thì các vua, các dân mà đem vinh hiển vào thành này, tức là họ ở ngoài thành. Vậy thì họ là thành phần nào? Họ là ai? Đó là những cái ngoại đạo theo về với Chúa. Như giống như chúng ta là người ngoại theo Chúa phải không? Dạ. Không, chúng ta ở trong thành mà. Chúng ta là vợ của thiên con mà. Không, lúc đó là không hẳn là chúng ta đang ở trong thành rồi, nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều người chưa theo Chúa mà. À, câu trả lời này chưa được thuyết phục đâu, tại vì tất cả chúng ta đều là vợ của thiên con. Ừ. Rồi xin mời anh em làm khác có ý kiến. Dạ, không sao cả. Ý kiến anh em làm sáng tỏ sự việc hơn. Xin mời anh chị em đóng góp ạ. Cứ nói sai một sự sửa sao đâu. Dạ, không sao. Dạ, rất tốt. Nó sẽ làm sáng tỏ hơn.
Hello chị Tiết. Mời chị Tiết. Mời Lý. À, chị Nga, mời anh Tuấn, mời Huệ. Suy nghĩ một xem. Dạ, mời chị Thái. Thôi mời hết những anh em nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trả lời cho như thế nào ạ? Thu Hiền, Tiểu. Nếu chúng ta theo dõi xuyên suốt các loại bài học này thì chúng ta đã có câu trả lời. Anh em còn nhớ về thứ tự của sự sống lại không ạ? Thứ tự của sự sống lại. Chúng ta còn nhớ không? Xin mời một người có thể nhắc lại cái thứ tự sự sống lại để chúng ta gợi ý cho anh chị em sẽ hiểu được cái chỗ này. Bây giờ trước khi đi vào trong cái hiểu cái chỗ này đó, tôi sẽ hỏi chị em bấy lâu nay chúng ta nghĩ về sự cõi đời đời đó thì như thế nào ạ? Chúng ta dựa vào Kinh Thánh, ở đây chúng ta không có nói gì ngoài Kinh Thánh đâu, anh em đừng lo. Nhưng mà bấy lâu nay chúng ta được dạy về cái cõi đời đời là như thế nào ạ? Em nhận được là khi mà nói về cõi đời đời, tức là một cái nơi mà tôi nói là không còn sự khóc nóc, không còn sự đau khổ, bởi vì mình sẽ ở cùng với Chúa. Và cái nơi đời đời đó là có hai nơi. Một nơi đó là đời đời cho những người không tin Chúa, gọi là nơi hỏa ngục đấy. Và một nơi đời đời đó là nơi mà những người tin Chúa và ở cùng với Chúa thì không bao giờ chết, không trải qua sự chết thứ hai. Nó là cái nơi mà có sự vui mừng, không có sự đau buồn. Còn về một câu hỏi về các cái thời kỳ mà sống lại đấy, thì Chúa nói trong Kinh Thánh thì những người mà tin Chúa xuống thì sống lại, và những người mà đang sống mà Chúa xuống thì cũng được cất lên. Sống lại đầu tiên là khi mà Chúa sống lại thì những thánh đồ ở Cựu Ước sống lại trước. Sau đó là những người tin Chúa, họ tử vị đạo đấy, họ trước khi mà Chúa xuống đến. Sau đó là những người mà mình đang tin Chúa xuống sống thì mình cũng được cất lên. Đấy là em nhận được như thế. Rồi, cảm ơn Hiền. Mời Huệ. Huệ thế này có cái có muốn trả lời không? Huệ Nguyễn. Em cũng nghĩ như là chị Hiền vừa nói không. Như vậy thì theo anh em thì cái viễn cảnh của sự sống đời đời đó là chỉ có chúng ta, chỉ có những người được cứu sống với Chúa ở trong giới linh, đúng không? Gọi là chúng ta ở với Chúa đời đời, không có gì khác hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta đọc lại sách Khải Huyền, chúng ta đang học sách Khải Huyền, thì chúng ta thấy rằng trong sách Khải Huyền là không nói như vậy. Có trời mới, có đất mới, có Jerusalem mới. Có những người ở trong Jerusalem mới, nhưng có những người ở ngoài Jerusalem mới. Phải không? Tức là gì? Họ ở trong trời mới, đất mới này. Tức là họ ở trên đất mới. Còn những người thuộc về chiên con, là vợ của chiên con, thì ở trong thành Jerusalem mới. Nào, anh chị em thấy có sự khác biệt rồi phải không ạ? Cho nên, khi chúng ta tin nhận Chúa, nếu như chúng ta qua đời, thì linh hồn chúng ta sẽ được ở nơi Paradise. Và khi Chúa Giêsu trở lại, thì linh hồn này được sống lại, thân xác này cũng được sống lại trong thân thể vinh hiển, và đều cùng được cất lên trở lại với Chúa. Người đang sống này được biến hóa, được cất lên trở lại với Chúa. Chúng ta mặc lấy thân thể vinh hiển. Đấy.
Như vậy hiện bây giờ những người chết trong Chúa thì những người này là người ở trong giới linh. Họ ở nơi paradis với Chúa trong giới linh. Cái xác của họ vẫn chôn ở trong phần mộ. Chúng ta lưu ý chỗ này để rồi chúng ta không có bị nhầm lẫn. Nhưng mà ngay tiếng kèn chót thì những người chết trong Đấng Christ sẽ chật lắm sống lại trước hết. Và cùng nhau được cất lên tại nơi không trung gặp Chúa. Lễ cưới chiên con sẽ được diễn ra ở trên không trung, ở dưới đây đang đại nạn ở dưới đây. Trước thềm của 1000 năm thì lễ cưới chiên con được diễn ra. Và chiên con và vợ của mình sẽ được đi vào trong thành phố này. Anh chị em thấy không? Như vậy thì cái thời đại 1000 năm, chúng ta xem lại ở trong đoạn 19 thì là đám cưới của chiên con. Xong 1000 năm thì trong 1000 năm này sẽ có những người tin nhận Chúa phục vụ Israel, thờ phượng Đức Trời tại Jerusalem, họ trở về để giữ lễ mùa gặt ở tại Jerusalem, sẽ gọi lễ liều tạm ở tại Jerusalem. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là họ là được cai trị bởi Chúa Giêsu là đấng công chính cùng với lại những thánh đồ của Ngài sẽ cai trị với Chúa Giêsu ở tại nơi trong 1000 năm. Như vậy trải qua 1000 năm này thì chúng ta thấy có một cái trận chiến mà chúng ta đã học ở trong đoạn 20 á, từ câu 7 đó, sau khi Satan bị được thả ra thì nó dỗ dành dân bốn phương là dân Gốc và Ma Gốc rồi nhóm hiệp lại để chiến tranh. Nhưng mà Chúa sẽ đánh nó bằng lời của miệng Ngài. Rồi xin lỗi, bằng lửa từ trời xuống thiêu đốt diệt chúng nó. Và những cái kẻ mà chống lại Đấng Christ sẽ bị quăng xuống hồ có lửa. Như vậy, trải qua 1000 năm sẽ có dân tin Chúa ở đây. Chúng ta không có thấy được Kinh Thánh ghi lại những người dân tin Chúa trong thời gian 1000 năm. Họ sẽ đi đâu? Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng khi mà trời mới đất mới được dựng lại thì chúng ta thấy rằng là có dân và có vua ở. Cho nên chúng ta không có một cái dữ liệu một cách đầy đủ, một cách chắc chắn rằng dân và vua ở trong đất mới này đó là ai. Thì nếu chúng ta nhìn ngược trở lại từ đoạn 19 hết đoạn 20 thì anh chị em đã thấy đã có 1000 năm bình an. Và 1000 năm này những người này là những người Kinh Thánh được gọi là những người công chính. Những người công chính này là do họ phục vụ Chúa trên dân Israel. Họ được gọi là chiên, còn những kẻ kia được gọi là dê. Và dê đó thì đã bị hình phạt hay là bị tiêu diệt. Còn chiên ở trong 1000 năm này, chúng ta không nhìn thấy được rằng họ được Chúa đón để đi đến đâu. Nhưng mà trong trời mới, đất mới thì chúng ta thấy rằng có dân, có vua ở trên đất mới này. Còn thành Jerusalem mới thì là những người thuộc về chiên con, có danh sách sự sống của chiên con thì ở trong thành Jerusalem mới. Nhưng có một điều đặc biệt là thành này không có cửa. Có nghĩa là dân đó có thể vào thành. Dân đó có thể vào thành. Như vậy muốn được vào thành thì dân đó phải có một cái điều kiện. Dân này có một cái điều kiện để có thể vào thành được. Trong khi người thuộc về Đấng Christ, người trong giao ước mới và có danh sách của chiên con, danh sách sự sống của chiên con, thì người đó ở trong thành Jerusalem mới đời đời với Chúa, đầy vinh hiển. Đấy. Cho nên các dân này là ai? Đó chính là theo tôi, đó chính là những dân sau 1000 năm. Những người này đã được trải qua, họ cũng là xin công chính theo việc làm. Đó là công chính khi họ chăm sóc Israel thuộc thể theo như ở trong Matthew đoạn 25 từ câu 31 cho đến câu 46. Và chúng ta thấy là các vua đem vinh hiển vào thành, tức là Jerusalem mới cũng là trung tâm của sự vinh hiển của tất cả các dân ở dân tộc ở trên đất mới này. Và dân tộc ở trên đất mới này tức là sau cái sự sàng lọc 1000 năm, sau bình an 1000 năm và sự sàng lọc cuối cùng thì dân này là còn ở. Thì chúng ta thấy tất cả những cái tính của sự ô uế, của sự bất khiết, của sự hung dữ, của sự nổi loạn mà Satan đã gieo rắc trên loài người đã bị loại trừ. Đây là đất dành cho người công bình ăn ở. Và câu 27 nói như thế nào?
kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc, kẻ nói dối và những người không có biên tên trong sách sự sống thì ở ngoài hết. Xin lỗi, tôi đọc lại. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ biên tên trong sách sự sống của chiên con thì được vào thành. Vậy thì chúng ta thấy dường như là trong 1000 năm đó, những người này được thanh tẩy, được thánh hóa, được dạy dỗ để họ được đổi mới. Tại vì chúng ta thấy là sự cứu chuộc bởi huyết của chiên con được đóng lại khi mà họ thánh được cất lên. Đó là thời kỳ ân điển. Rồi đại nạn thì họ phải được đóng ấn của Đức Chúa Trời. Họ được ghi trên trán ấn của Chúa và mặc áo trắng, và họ không thờ lại con thú thì họ được cứu. Rồi 1000 năm là họ phải chăm sóc Israel của Chúa. Họ phải trở về Jerusalem ở dưới đất này để thờ phượng thì họ mới được kể là người công chính. Như vậy thì những người mà ở ngoài thành này, đó là những người chưa có được cái giá chuộc của huyết của chiên con. Họ chưa có cái nhận được giá chuộc, tại vì cái thời kỳ giá chuộc của huyết của chiên con được đóng lại ở trong thời đại gọi là đại nạn. Nè. Vậy thì ở trong trời mới, đất mới sẽ có những dân và có những vua ở trên thế gian này. Họ vẫn còn ở đó. Mà nhưng mà những người này được đổi mới rồi, những người được loại trừ khỏi những cái mầm mống của Satan và họ không có theo cái sự dụ dỗ của Satan nữa. Cho nên những con người này là những con người của đất mới. Họ được ở trên đất mới. Và đất mới mà chúng ta nói rồi, nó không có biển. Hả không ạ? Vì trời thứ nhất và đất thứ nhất cũng biến đi. Biển không còn nữa. Tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, nơi Đức Chúa Trời xuống sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Có nhiều quan điểm giải kinh khác nhau. Nhưng mà chúng ta thấy được ở đây kinh thánh có nói đến rằng có dân ở, có vua ở và họ đem vinh hiển vào trong thành. Như vậy rõ ràng họ ở ngoài thành. Chúng ta không biết. Điều này không được mô tả một cách rõ ràng. Nhưng đây là chúng ta dựa vào những cái dữ liệu mặc kinh thánh, mặc khải. Cho nên cũng đây là một cái điều mà tôi tin. Còn nếu như anh chị em có được một cái sự giải thích nào khác, tùy theo anh chị em tìm. Chúng ta riêng tôi thì tôi dựa vào kinh thánh ở đây có nói về như vậy. Cho nên chúng ta không biết tại sao ở đây có những kẻ ô uế nè, có những kẻ gớm ghiếc nè, kẻ nói dối không hề được vào thành. Như vậy trong đất mới nó cũng có thể còn dính những cái điều này. Chúng ta trở lại đồng 21 câu 8 đi, chúng ta thấy như này. Những kẻ hèn nhát, kẻ trắng tinh, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thần tượng phàm, kẻ nói dối, điều phần chúng nó nơi hồ lửa diêm cháy bừng bừng. Tức là một cái sự loại trừ cấp 1, cái đợt thứ nhất của sau 1000 năm. Rồi bắt đầu tiếp tục là chúng ta thấy là cái tiêu chuẩn để được vào trong thành là kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc, nói dối, không hề được vào thành. Nếu như trời mới, đất mới, những con người được cứu chuộc hết và họ trở thành một con người công chính hết, thì tại sao còn có kẻ ô uế, người gớm ghiếc và kẻ nói dối? Đây tức là những người còn mang thân thể xác thịt, họ vẫn còn ở đây sau 1000 năm. Sau 1000 năm anh chị em nha. Bây giờ chúng ta 12 giờ 10 phút rồi. Chắc là chúng ta sẽ dừng lại đây. Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Như vậy anh chị em sẽ tiếp tục suy gẫm về vấn đề này. Đó là những con người này họ ở ngoài thành, rồi làm sao họ có thể vào trong thành? Muốn vào trong thành thì sẽ như thế nào? Hoặc là họ sẽ vĩnh viễn không được vào thành. Họ ở ngoài. Và chúng ta đọc thêm hết đoạn 22 luôn. Ngày mai thì chúng ta sẽ học. Tuần sau chúng ta sẽ học. Anh em có đồng ý không? Hay là anh em muốn học đoạn 22 câu 1 đến câu 5 luôn?
Thôi dừng lại mục sư, học nhiều quá sợ vô vô hết. Dạ. Nhưng mà nãy giờ thì những cái việc này được 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 kiểm triển khai, được giải thích, thì anh chị em thấy đúng là một điều rất là ngạc nhiên so với những gì bấy lâu nay mà chúng ta đã được chia sẻ, đúng không? Dường như chúng ta cũng không được đá động đến những cái này, vấn đề này luôn. Tôi vừa nghĩ học... ra một tôi vừa nghĩ ra một cái chiều hướng khác một sư. Dạ hả? Tôi cầu nguyện xong nói sau.